Xin chào các anh chị em. Hôm nay anh đang ở Provo, Utah. Anh đang có mặt ở trước công ty New Skin. Và cho chúng ta thấy ha, hôm nay còn rất là sớm, mới 7 giờ sáng, nên là ánh sáng nó còn lờ mờ. Nhưng mà đây là trụ sở headquarter của công ty New Skin 10 tầng. Ok. Và có một cầu nối, trước đây là con đường. Và đằng sau lưng là một cái gọi là Innovation Center, tức là một cái trung tâm nghiên cứu rất là lớn do công ty xây xong năm 2013, trị giá khoảng 150 triệu. Và đây là những cái trụ sở mà do công ty làm chủ. Thế nên là hôm nay anh đang có mặt ở đây vì tụi anh có một vài cái lớp, một vài chương trình huấn luyện. Hello Tracy, this is gonna be in Vietnamese my dear. Thế nên là hôm nay thì cũng nhân tiện đang có mặt ở đây thì cũng muốn chia sẻ với các anh chị một cái chủ đề rất là thú vị, đúng không? Là vì sao mà có nhiều người vẫn hiểu lầm kinh doanh mạng lưới là một cái mô hình kinh doanh lừa đảo. Và nhiều khi chúng ta khi mà nghe tới kinh doanh mạng lưới là nhiều người da gà da vịt nổi lên và chúng ta lập tức có một cái thành kiến và phản ứng. Nhưng mà anh cũng rất là long trọng tuyên bố với các anh chị và có thể chia sẻ với các anh chị một vài thông tin mà các anh chị chưa biết được. Các anh chị có thể chia sẻ cái link này cho những người bạn của mình nha. Một vài thông tin các anh chị có thể chưa biết, đó là thứ nhất là tổng thống tương lai của Mỹ Donald Trump đã từng là một người sứ ngôn viên cho một công ty kinh doanh mạng lưới. Nếu các anh chị nào không tin thì các anh chị hãy đánh vào Donald Trump và Network Marketing thì các anh chị sẽ biết là Donald Trump là người đã từng đại diện là một người sứ ngôn viên cho công ty nào. Và Donald Trump đã được phỏng vấn trên những cái đài TV và đã nói về kinh doanh mạng lưới và tại sao nó hay. Những người như là Robert Kiyosaki và rất là nhiều người nổi tiếng đã từng nói về kinh doanh mạng lưới. Và nếu các anh chị lên trên Amazon, các anh chị đánh vào Network Marketing thì các anh chị có thấy rất là nhiều sách vở viết về cái đề tài này. Thì một cách nào đó cho chúng ta thấy rằng đây là một cái đề tài mà càng ngày nó càng thành và rất là nhiều người họ biết tới và họ yêu chuộng nó nếu họ hiểu nó, các anh chị. Ví dụ như là Warren Buffett, chắc chắn là các anh chị phải biết Warren Buffett là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Warren Buffett cũng là một người hùn hạp trong một công ty kinh doanh mạng lưới có tên gọi là Pampers Chef. Okay, Pampers Chef. Thành ra là những anh chị em nào mà chưa biết, các anh chị có thể tìm hiểu cái đó. Và tại vì không có một cái gì tệ hại hơn đó, là khi mình không có kiến thức mà mình đã vội vàng đưa tới những kết luận. Vậy thì những người nổi tiếng, những người hiểu, thậm chí là những ông thầy của anh là những người rất là giỏi, và khi họ nghe tới kinh doanh mạng lưới thì họ cũng rất là có một cái cách nhìn rất là gọi là rất là tích cực, tức là họ biết đây là một mô hình kinh doanh hay. Tuy nhiên, với một cái mô hình kinh doanh hay như vậy, tại sao luôn luôn có những cái sự hiểu lầm, và đặc biệt là những cái sự hiểu lầm không cần thiết? Thì anh hợp tác và bắt đầu kinh doanh mạng lưới 6 năm. Và trong 6 năm thì một cái điều mà anh cũng rất là tự hào, anh nói rằng là kinh doanh mạng lưới nó thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống, về kinh doanh, về con người. Và qua mô hình kinh doanh này thì chính bản thân mình thay đổi, và mình thấy rất là nhiều người nhờ kinh doanh cùng với cái mô hình kinh doanh này mà chính bản thân họ thay đổi và ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Và trong 6 năm đó thì anh rút ra được một cái vài bài học để mà chia sẻ với các chị ngày hôm nay là tại sao nó có nhiều cái thành kiến như thế. Và thậm chí là lúc mà lần đầu tiên anh mới tham gia, bạn có nói với một người anh đó, thì người anh có nói với anh chính là đừng làm kinh doanh này, tại vì khi mà làm công việc này đó thì chắc chắn sẽ mất hết bạn bè. Và lúc đó thực sự anh không có hiểu là tại sao khi mình làm kinh doanh mình là mất hết bạn bè, đúng không ạ? Khi mà anh biết rằng là kinh doanh với New Skin thì mình không có phải trả vốn liếng để mình tham gia với công ty, tức là mở làm thành viên mình không phải trả tiền. Mình biết là công ty không có chịu ràng buộc, và tất cả những cái luật lệ công ty người ta đề rất rõ trên cái mạng lưới. Người ta không có giấu mình một cái gì cả. Người ta cho mình biết rằng là những cái đòi hỏi để trả thưởng là thế nào, người ta cho mình biết hết trơn. Tức là không có một cái gì mà công ty giấu mình cả. Vậy thì tại sao mà người ta mất bạn mất bè? Mà đặc biệt là khi mà có những người nói rằng đây là một những cái mô hình kinh doanh lừa đảo, thì anh thực sự anh hoàn toàn không hiểu là họ lừa mình ở chỗ nào. Tức là họ lừa mình để họ lấy tiền mình lập tức, hoặc là họ bán cho mình những cái sản phẩm không có kết quả, hay là họ lừa mình chỗ nào. Thì thực sự anh chưa thấy những cái điểm lừa gạt đó. Và có nhiều công ty, không phải là riêng công ty New Skin, mà nhiều công ty khác anh thấy họ không có những cái điểm lừa gạt các anh chị. Và có những người nói chứ là ồ, kinh doanh này nó bất hợp pháp là tại vì người dưới làm, người trên hưởng, hoặc là những cái mô hình kinh doanh kim tự tháp. Thì đây cũng là những cái buộc tội vô căn cứ, là tại vì nếu mà nói là kinh doanh kim tự tháp thì cái vấn đề mà mô hình kim tự tháp bản chất nó không có gì vấn đề cả các anh chị. Tại vì một công ty đó, nếu các anh chị trong một công ty, các anh chị có thể vẽ ra cái sơ đồ công ty thì các anh chị đó cũng là một cái mô hình kim tự tháp, đúng không? Ở trên xuống dưới. Và rõ ràng là người trên làm nhiều tiền hơn người dưới. Mà trong bất cứ một cái tổ chức nào đó, nếu các anh chị vẽ ra một cái sơ đồ của nó đó thì nó vẫn là một cái kim tự tháp. Nên là cái bản chất là cái mô hình hình dáng như thế nào nó không phải là chuyện quan trọng các anh chị, cái quan trọng là người ta làm thế nào. Và nếu chúng ta nói rằng là cái này là người dưới làm người trên hưởng, hay là người sau làm người trước hưởng,
thì An có thể nói với các anh chị là hiện tại bây giờ có một cái mô hình như thế, nhưng mà làm việc rất là trắng trợn và rõ ràng, ok. Nhưng mà anh, để trước khi anh nói về cái đó thì anh sẽ nói về một cái chương trình khác, tức là các anh chị có thể nghe tới cái chữ Ponzi scheme, đúng không? Ponzi scheme, Ponzi là một người đã sống trước đây và ông này có một cái sở trường nó rất là giỏi, đó là lấy tiền của người khác để đầu tư và hứa với họ rằng sẽ lời nhiều, và lấy cái tiền đó và cứ tiếp tục lấy tiền của nhiều người, rồi sau đó tiền người sau người ta lấy đó, ông lấy tiền của người sau thì ông trả tiền lời cho người trước, ông cứ tiếp tục làm như vậy và ông làm ra một cái hệ thống rất là lớn, và từ đó những cái mô hình kinh doanh lừa đảo nó gọi là cái Ponzi scheme. Và trước đây Murdoch hay là ai trong vòng mấy năm vừa rồi cũng bị bắt đó các anh chị, 50 năm làm một cái mô hình kinh doanh gọi là lừa đảo trong vòng 50 năm trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, và 50 năm mới bị bắt các anh chị. Nhưng mà đó là một cái mô hình kinh doanh rõ ràng là họ có chủ đích thâu tiền và thu lợi riêng, tức là họ thâu tiền để họ xài vào những cái vấn đề riêng của mình. Tuy nhiên cũng có một cái hình y như vậy, và hiện tại bây giờ người ta cũng thâu tiền của người đi sau để trả tiền cho người đi trước và một cách rất là hợp pháp. Và cái sự khác biệt duy nhất đó là sao? Là một bên á, người ta thâu tiền để người ta chi tiêu cho cá nhân hoặc là làm những cái việc cho cá nhân, tức là mưu đồ lợi riêng. Còn cái mô hình khác cũng y như vậy, nhưng mà họ không phải là mưu đồ lợi riêng. Đó là cái mô hình an sinh xã hội của Mỹ hiện tại bây giờ các anh chị. Social Security hiện tại của Mỹ bây giờ. Đó là cái chính sách thế nào? Là hiện tại bây giờ những anh chị em nào đang đi làm công ở Mỹ thì các anh chị đều mỗi tháng phải bị trích ra một khoản tiền thu nhập của mình để đóng vào cái quỹ gọi là Social Security. Để chi? Để khi về già đó, để khi về già các anh chị sẽ được hưởng già bằng số tiền mình đã đóng. Nhưng mà bây giờ cái số tiền các anh chị đóng đó, cái số tiền đó không phải cho các anh chị hưởng, mà số tiền đó đóng là cho những người trước đây đã đóng họ hưởng các anh chị. Và hy vọng rằng là tới lúc các anh chị về hưu thì những người đi sau họ tiếp tục đóng để rồi các anh chị có tiền về hưu. Đó là cái quỹ về hưu của các anh chị, phải không? Gọi là tiền hưu trí của các anh chị, nó sẽ nằm trong cái khoản đó. Tuy nhiên ở Mỹ bây giờ họ có một cái vấn nạn rất lớn, đó là cái số tiền đó nó càng ngày càng bị cạn kiệt. Tức là ước lượng người ta cho một cái bài toán, người ta cho thấy rằng nó là trong cái thời điểm ví dụ như An này, tới cái điểm An và con cái của An về hưu thì số tiền nó sẽ không còn nữa. Tại vì sao? Và tại vì trước đây đó, số lượng người đi làm nhiều hơn số lượng người về hưu. Còn hiện tại bây giờ sau cái đệ nhị thế chiến thì chúng ta có một cái số lượng người gọi là baby boomer. Cái số lượng người đó bây giờ về hưu nhiều hơn là số lượng người đang đi làm, và nó sẽ có một cái sự thâm hụt. Nhưng mà các anh chị cũng thấy đó, đó là cũng là một cái mô hình gọi là kim tự tháp, hoặc là một cái mô hình của người đi sau trả tiền để người đi trước hưởng. Và tại sao chính phủ Mỹ làm? Tại vì đó là một cái cách làm có kết quả. Tuy nhiên đó không phải làm để lừa gạt các anh chị. Nhưng mà nếu mà bây giờ bản thân An cũng đang đóng cái số tiền đó mà đến khi về hưu An không có thì đó là sự lừa gạt, đúng không ạ? Nhưng mà An giải thích những cái chuyện này cho các anh chị hiểu này, là có những công ty họ lợi dụng cái mô hình này để họ lừa gạt thật sự các anh chị. Cũng giống như là bây giờ trong thời gian mấy năm qua thế ở Việt Nam á, chúng ta có những cái bài báo nói về những quán cơm tù, đúng không? Tức là xe đò người ta chở khách hàng tới đó, người ta đóng cửa lại bắt buộc mọi người phải ăn ở đó. Nhưng mà đâu có nghĩa rằng là tất cả mọi quán cơm ở Việt Nam đều là những quán cơm tù, và mình không có thể nào mà vội vàng đánh giá rằng là tất cả những quán cơm đó đều là quán cơm tù cả, đúng không? Hoặc là có những nơi ở Việt Nam họ trồng cây chẳng hạn, trồng rau, trồng trái cây, họ xịt thuốc. Nhưng mà mình đâu có thể nào vội vàng để đánh giá rằng là tất cả những loại trái cây ở Việt Nam đều xịt thuốc. Hoặc là có những người chúng ta phản đối về những cái sản phẩm ở Trung Quốc, và chúng ta nói rằng là những cái sản phẩm Trung Quốc đều tệ, không có chất lượng. Nhưng mà mình đâu có thể nào mà nói là tất cả những sản phẩm sản xuất ở Trung Quốc đều không có chất lượng. Bằng chứng là cái điện thoại các chị đang cầm bây giờ trong tay, nó là sản hàng được sản xuất từ Trung Quốc. Và có rất là nhiều những cái công nghệ khác được sản xuất từ công thức của Trung Quốc. Hoặc là những cái hỏa tiễn người ta phóng lên trên vệ tinh cũng là những cái hỏa tiễn được sản xuất ở Trung Quốc. Và tại sao chúng ta có vấn đề đó, đúng không? Anh nói là chúng ta quá vội vàng khi mà chúng ta có những cái sự đánh giá. Thì khi mà chúng ta tới với cái mô hình kinh doanh mạng lưới cũng vậy, mô hình kinh doanh mạng lưới chính thức của nó là chỉ là một cái mô hình kinh doanh truyền miệng thôi. Và đây là một cái mô hình kinh doanh rất là hiệu quả. Bằng chứng là hiện tại phương tiện các anh chị đang sử dụng đây là Facebook. Facebook cũng đang sử dụng kinh doanh mạng lưới để mà phát triển các anh chị. Là tại sao? Là tại vì An biết một số các anh chị em, rồi các anh chị em biết một số người khác, và qua đó chúng ta tiếp tục add friend, đúng không? Tức là kết bạn ở khắp nơi. Và từ đó cho phép An kết bạn với những người bạn mà chưa bao giờ gặp ở khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Và đó là sức mạnh của kinh doanh mạng lưới các anh chị. Đó là cái sức mạnh cho sự kết nối ở khắp nơi. Và kinh doanh mạng lưới chung quy nó chỉ là vậy. Hay là không phải là một cái vấn đề bất hợp pháp. Nhưng mà người ta vẫn đánh giá bất hợp pháp. Và anh rút ra có thể có 3 lý do các anh chị. Thứ nhất là những người làm kinh doanh mạng lưới không chuyên nghiệp. Tại vì sao? Tại vì khi họ mới vào đó họ quá phấn khởi, và họ cứ lôi kéo người này vào, cứ nói rằng vào đây này làm giàu rất là dễ dàng, làm giàu rất là nhanh chóng. Và qua cái sự nói chuyện như vậy thì người ta hiểu lầm, người ta nghĩ rằng đây là một cái mô hình kinh doanh làm giàu qua đêm.
chứ người ta không coi là đây là một cái kinh doanh thực sự. Thành ra là thứ nhất là cái người làm kinh doanh không có phải là một người gọi là chuyên nghiệp, chính vì thế thành ra là mang tiếng. Thứ hai là những người chuyên nghiệp nhưng mà cái chủ đích là mưu cầu lợi riêng của mình, tức là họ vào họ biết rằng là mình vơ vét, mình làm cho nó mau, mình lấy tiền xong rồi mình chạy, hoặc là mình chuyển những công ty khác và mình tiếp tục mình làm như vậy. Và những người làm như vậy lại một lần nữa là mang tiếng cái mô hình kinh doanh này, tức là họ cứ chụp dịch và họ chạy. Hay là mặc dù họ đang biết họ đang làm gì với cái, nhưng mà cái chủ đích của họ là gì? Là mưu cầu lợi riêng của mình, tức là không biết giúp đỡ người khác, chỉ biết giúp đỡ mình thôi. Thế nên là cũng mang tiếng cho cái ngành kinh doanh này các anh chị. Và cái nhóm người thứ ba, cái lý do thứ ba là những người khác chưa bao giờ làm nhưng mà cứ nghe người khác làm và không có nắm rõ thông tin, rồi lại không có đi tìm hiểu, rồi từ đó lại mang lại những cái sự hiểu lầm khác. Và kết luận rất là nhanh chóng, tức là khi mà nghe tới kinh doanh mạng lưới là mình đưa cái này giống như là phù thủy, mình chống ngay lập tức. Thì như vậy nó không có công bằng, đúng không các anh chị? Nếu một người nào muốn biết thì các anh chị có thể mua một cuốn sách về kinh doanh mạng lưới. Một trong những cuốn sách anh rất là thích đọc đó là cuốn sách của Don Fila, viết về 45 gọi là The 45 Second Presentation, tiếng Việt là 10 bài học trên chiếc khăn ăn, giải thích rất là rõ. Hoặc là cuốn sách của Robert Kiyosaki viết về trường dạy kinh doanh dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Và có rất là nhiều cuốn sách khác họ viết về cái chủ đề này cái gì. Để ít ra đó, cái gì có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Và mình không có gom hết tất cả những công ty lại với nhau để mà nói rằng ô, tất cả những cái mô hình kinh doanh mạng lưới đều là những sự lừa gạt. Và có một cái điều như vậy ai cũng muốn anh chị hiểu này, đã là kinh doanh đó cái gì thì là kinh doanh. Rõ ràng là có nhiều anh chị em chúng ta đâu có bao giờ muốn vô nhà hàng làm người nhà hàng đâu, đúng không? Có nhiều anh chị em đâu có muốn làm bác sĩ đâu, có nhiều anh chị muốn đâu muốn làm địa ốc đâu, và có rất là nhiều ngành khác. Có nhiều anh chị em đâu có muốn làm bán xe đâu, tức là có nhiều cái ngành nghề các anh chị không muốn làm. Tại vì sao? Các anh chị cảm thấy cái đó không phù hợp, hoặc là có nhiều anh chị em thử rồi không làm nữa. Ví dụ như có những người anh chị em biết, anh biết này, bản thân anh cũng là một trong những người đó, là các anh chị có bằng địa ốc. Nhưng mà các anh chị cũng biết không, có rất là nhiều người, 90% những người có bằng địa ốc không kiếm ra tiền các anh chị, họ chỉ có cái tấm bằng họ treo cho vui thôi, họ không kiếm ra tiền. Và có rất là nhiều ngành nghề các anh chị đã từng làm qua mà các anh chị không có thích, hoặc là có nhiều ngành nghề các anh chị đi học các anh chị không có thích. Có nhiều anh chị em đi học đại học đi, chúng ta học 2 năm rồi chúng ta không thích ngành đó nữa, chúng ta học ngành khác, rồi chúng ta học thêm năm nữa không thích, chúng ta lại học ngành khác. Và các anh chị đâu có nói rằng là cái trường nó lừa gạt các anh chị đâu. Hoặc là cái gì lấy cái bằng địa ốc các anh chị không kiếm được tiền, các anh chị đâu có đổ tội rằng kinh doanh địa ốc là có vấn đề đâu các anh chị. Và thì tại sao khi chúng ta tới với kinh doanh mạng lưới, tham gia những công ty như là New Skin vân vân, các anh chị không kiếm được tiền, các anh chị không có thành công, thì các anh chị đổ lỗi rằng là công ty đó lừa gạt, nó hoàn toàn không có phù hợp. Các anh chị đã là kinh doanh đó, đã là kinh doanh đó, thì chúng ta cần phải học hỏi. Đã là kinh doanh đó, chúng ta cần phải phát triển. Đã là kinh doanh đó, chúng ta cần phải có cái thời gian. Chúng ta không thể nào mà đăng ký tham gia lấy mã số rồi tự nhiên đó là chúng ta có thể thành công được các anh chị. Hay là những người thành công hiện tại bây giờ anh biết là những người hiểu rằng đây là một cái mô hình kinh doanh thực sự. Họ cố gắng, họ học hỏi những kiến thức, họ học hỏi những kỹ năng, rồi từ đó họ mới phát triển, chứ không phải là tự nhiên vô rồi họ sẽ phát triển được các anh chị. Và trong lúc anh nói chuyện thì thấy một số thủ lĩnh của mình đang tới. Mời anh chị chơi. Chủ đề của em đây là anh Tiến Đặng, Blue Diamond Tiến Đặng tới từ Vancouver, Canada. Và thêm một người nữa, đây không hẹn mà gặp. Còn đây là chị Bảy Nguyễn tới từ Vancouver, Canada. Hôm nay em đang nói chủ đề là kinh doanh mạng lưới tại sao có nhiều sự hiểu lầm. Anh chị có thể cho một lý do tại sao người ta hiểu lầm? Có nhiều lý do. Cho một lý do thôi. Một lý do là hiểu lầm. Nếu mà một lý do để cho người ta hiểu lầm là mình làm chưa đủ nghiêm túc, tức là mình chưa chuyên nghiệp, chưa chuyên nghiệp. Thành ra là mình trở thành nghiêm túc và chuyên nghiệp ấy thì chắc chắn là mọi cái giải đáp cũng là cái lý do khác nó không còn một cái vấn đề. Ok, còn chị Bảy. Đối với chị đấy thì cái kinh doanh này thì thật sự nó khó, nhưng mà đối với con người mình làm có đủ nghiêm túc để cho người ta thật sự là để cho người ta hiểu rõ hay không, đó là chính là con người. Ok, tức là mình nghiêm túc nhưng mà nhiều khi người ta không hiểu rõ, đúng không? Mình đứng đây 5 phút nữa thế nào có nhiều người tới đây này. Ok, nhưng mà các anh chị thấy đó là có những người tham gia cái mô hình kinh doanh này, cái họ không kiếm được nhiều tiền thì họ nói thất bại. Thậm chí là có nhiều người nói cho ô tôi thấy người kia tham gia họ đâu kiếm được nhiều tiền đâu. Anh nói ủa, cứ hễ kinh doanh là phải kiếm nhiều tiền à? Cái gì bỏ ra mấy trăm ngàn, cái gì mở nhà hàng là chắc chắn cái gì sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Cái gì mở ra mấy chục ngàn, cái gì mở cái tiệm nail chắc chắn cái gì sẽ kiếm được nhiều tiền sao? Vậy thì tới với công ty New Skin có những người kiếm rất là nhiều tiền, có những người kiếm vừa vừa và có những người kiếm rất là ít. Nhưng mà đâu có nghĩa rằng là họ kiếm ít tiền rồi họ thất bại, đúng không? Hy vọng là cảnh sát không bắt mình. Mình đang làm kinh doanh lừa gạt. No. Anh vô đây luôn anh.
Thành ra là có những người rất là vô duyên ở đó, rằng ô tôi thấy tham gia kênh này chỉ có mấy người thành công. Ủa, chỉ có những người làm tiền triệu là thành công, còn những người làm tiền trăm ngàn không thành công à, đúng không? Nó rất là vô lý. Thành ra là đây là anh An Bùi, Diamond Executive tới từ Maryland, đang làm chủ đề là tại sao kinh doanh mạng lưới có nhiều sự hiểu lầm. Theo anh thì một trong những lý do theo anh ấy, thì tại sao người ta hay hiểu lầm mình? Người ta hay nói là đây là kinh doanh lường gạt. Có lẽ anh nghĩ theo anh đó là khi mà anh bước đầu vào đó, anh nghĩ là tại vì có nhiều những network khác đó, họ làm những cái hình thức phân phối và cái người tham gia đó họ làm sai. Anh nghĩ là kinh doanh thì họ không có làm sai đâu, nhưng mà những người mà phân phối đó, họ làm sai và dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Thì nó qua nhiều năm tháng rồi, ngay cả ở Mỹ, ngay cả ở Việt Nam và ở nhiều nơi trên thế giới họ đều có những người làm như vậy. Thì đó là bị mang tiếng. Nhưng mà kinh doanh nào cũng tốt, bởi vì kinh doanh nào anh nghĩ là họ cũng muốn giúp cho mọi người có một cái nguồn thu nhập để mà đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của từng cá nhân muốn tham gia với họ. Thì anh nghĩ là tùy theo cái người hiểu, và nếu mà mình nghĩ là lường gạt đó thì anh nghĩ là mình nên tìm hiểu cho kỹ để mà mình khỏi bị tin vào ai đó, mình nên tin vào mình. Rất là nhiều khi nó cũng vô cớ thôi các anh chị, ví dụ như là có những người nói chứ là kinh doanh này giá cả người ta thổi phồng để mà người ta trả tiền cho nhà phân phối. Anh nói cái đó cũng không có căn cứ. Tại ví dụ như là một cái lon Coca-Cola đấy các anh chị mua một cái lon Coca-Cola đó, thì cái vốn để mà làm ra cái lon Coca-Cola khoảng 5 xu, nhưng mà nhiều anh chị em sẵn sàng mua 1 đô. Tại vì cái tiền đó đâu, tiền lời nó trả rất là nhiều khoản đúng không? Rồi những công ty như Nike người ta tiền lời cho những người mà bán hàng đó khoảng 50%, 51%. Tức là công ty Nike bán hàng ra ngoài những cái cửa hàng, thì những cái cửa hàng, những cái nơi phân phối họ lấy tất cả là khoảng 50%. Mà có nhiều công ty khác, một chai bia các anh chị mua đó, thì những cái cửa hàng, những nhà hàng người ta cũng lời rất là nhiều, các anh chị mấy chục phần trăm. Thì công ty New Skin á, người ta trả tiền cho những nhà phân phối như tụi An á là 46%, 46%. Thì đó là cái khoản rất là bình thường chứ không phải là thổi phồng giá cả. Hoặc là có những cái khoản khác, nhưng mà có những cái điều các anh chị thấy vô lý như vậy nè, là công ty New Skin bảo đảm sản phẩm, tức là nhiều sản phẩm công ty xài 3 tháng không có kết quả, công ty hoàn tiền lại 100%. Và khi mà mở cái tài khoản đó, tức là mở cái account đó hoàn toàn miễn phí và sản phẩm bảo đảm 100%. Vậy thì bây giờ cái lừa gạt ở chỗ nào khi mà người ta bảo đảm cho mình như vậy, và thậm chí là sản phẩm 1 năm không có xài công ty hoàn toàn cho trả lại, người ta hoàn lại 90% số tiền của mình. Những cái luật lệ này nằm trên trang website của công ty hết. Nếu mà nằm trong đó, các anh chị mua công ty không có làm á, các anh chị có thể kiện công ty mà, đúng không? Và những công ty khác cũng vậy, chứ không phải công ty riêng vì công ty New Skin. Vậy là chúng ta không có thể nói là ồ đây là những cái mô hình kinh doanh lừa gạt được. Vậy thì cái câu hỏi lớn nhất, quan trọng nhất đó là làm thế nào chúng ta có thể thành công với mô hình kinh doanh này, và tại sao có nhiều người không có thành công, và đó là câu hỏi lớn. Chứ không, chúng ta không có thể nào mà vội vàng mà đánh giá rằng là ồ đây là một cái mô hình kinh doanh lừa gạt được. Anh biết là hiện tại bây giờ 95% những người tham gia mô hình kinh doanh này không thành công các chị. Tại sao các chị biết không? Là tại vì họ tham gia 3 ngày họ đã nghỉ rồi các chị. Tức là họ mở một cái tài khoản xong rồi, trong vòng 3 ngày tới 3 tháng họ đã không có làm việc nữa. Và người ta vội vàng, tại vì khi mà đăng ký rồi có cái tài khoản thì nó nằm trong cái tỷ lệ đó. Và khi mà không có làm được thì người ta đánh giá rằng là 95% những người này không có thành công. Mà họ không có đặt câu hỏi rằng là tại sao 95% đó không thành công, tại sao có những người như tụi anh còn đứng đây, đúng không? Nếu mà tụi anh làm việc bất hợp pháp, hãy kêu cảnh sát tới bắt đi, đúng không? Anh cho địa chỉ, đúng không? Đây là công ty trụ sở ở 75 West Center Street, Provo, Utah. Nằm sừng sững đây các anh chị nè, đúng không? Bất hợp pháp thì mọi người có thể tới bắt. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn để mà đánh giá rõ một cách rõ ràng hơn là tại sao những cái mô hình kinh doanh này nó hay, và mình đừng có vội vàng đánh giá đây là một cái mô hình kinh doanh lừa gạt. Các anh chị hãy đặt câu hỏi là lừa gạt chỗ nào. Còn kế tiếp là khi chúng ta kinh doanh mà chúng ta có thành công được hay không đó, đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác biệt. Nó dựa theo kỹ năng, nó dựa theo kiến thức, nó dựa theo cái sức chịu đựng, nó dựa theo cái lòng quyết tâm, đúng không? Đó là những cái yếu tố mà không phải riêng mô hình kinh doanh mạng lưới, mà mô hình kinh doanh nào cũng đòi hỏi các anh chị chuyện đó. Mô hình kinh doanh nhà hàng cũng đòi hỏi các anh chị phải có quyết tâm. Mô hình kinh doanh gọi là địa ốc cũng đòi hỏi các anh chị phải có những cái yếu tố đó, chứ không phải riêng những cái này. Các anh chị làm địa ốc mà các anh chị không có siêng năng, không có cần cù, không có chịu khó, các anh chị cũng không có kiếm được tiền. Các anh chị làm nhà hàng mà không có những cái yếu tố đó cũng không kiếm được tiền. Và khi chúng ta tới với New Skin mà các anh chị, và hoặc là những công ty mà làm kinh doanh mạng lưới mà các anh chị không có những cái yếu tố đó, các anh chị cũng sẽ không kiếm được tiền các anh chị. Nhưng mà khi các anh chị không kiếm được tiền, đó bởi vì chúng ta không có chịu học hỏi, không có chịu tiến thân. Chứ không phải là do công ty New Skin, hay là do cái thị trường, hay là do cái mô hình nó lừa gạt các anh chị. Khi nào mà New Skin hoặc là những người đại diện New Skin tới nói với các anh chị như hey, đi cho tôi 5.000 đi rồi vô đây không có làm gì cả kiếm tiền á, thì các anh chị có thể nói là đề phòng đây là một cái sự lừa gạt. Còn mà nếu mà New Skin tới nói với các anh chị chứ
cách gì không phải đóng tiền và sản phẩm được bảo đảm thì không có điểm nào lừa gạt cả. Nhưng mà nhân đây đấy thì anh cũng xin đại diện để mà nói lời xin lỗi, thì cũng có thể gọi là xin lỗi. Là tại sao? Là tại vì thực sự trong hệ thống cũng có những người không chuyên nghiệp, không hiểu, chưa học đủ, mà họ ra ngoài họ làm việc một cách quá vội vàng, rồi quá quá phấn khởi, và luôn có thể tạo ra cái sự hiểu lầm đó, là có thể họ nói rằng là thuốc này có thể chữa hết tất cả loại bệnh, hoặc là sản phẩm này có thể giúp người 60 tuổi nhìn như 20, vân 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 vân. Sản phẩm có người có kết quả, đa số anh phải nói là 95% những người anh biết xài có kết quả, nhưng mà cũng có một số ít người không có kết quả, và chuyện đó mình sẵn sàng chấp nhận. Và anh hiểu rằng là trong hệ thống có những người làm việc rất là chuyên nghiệp và có những người làm việc không chuyên nghiệp, tại vì trong cái hệ thống chúng ta có mấy chục ngàn người lận các chị, toàn công ty có cả triệu người lận, đúng không ạ? Thì chắc chắn trong những cái thành phần tử đó có người làm tốt, có người làm không có tốt, có người làm để cho người khác vui, có những người làm thì không có hài lòng. Nhưng mà giống như các anh chị đi là những cái nhà hàng hay là những cái nơi mà có những cái sự phục vụ thôi, có những người phục vụ các anh chị rất thích và có những người phục vụ các anh chị sẽ không thích. Anh nói là nhưng mà đừng có vội vàng đánh giá nguyên cả một cái ngành, các anh chị có thể đánh giá từng cá nhân. Ví dụ bản thân anh không có chuyên nghiệp, các anh chị hãy đánh giá bản thân anh. Nếu mà mấy anh chị này không có chuyên nghiệp, hãy đánh giá bản thân họ, nhưng mà đừng có đánh giá New Skin, hoặc đừng đánh giá công ty, và đừng đánh giá nguyên cả một cái ngành kinh doanh mạng lưới các anh chị. Nó rất là tồi cho họ, tại vì đây là những người làm việc siêng năng và chăm chỉ và rất rất là có cái tâm các anh chị. Hãy nói là trước khi các anh chị có những sự nhận xét, hãy tìm hiểu. Các anh chị ngon đó, các anh chị tới đây đi, 75 West Center Street, Provo, Utah. Các anh chị có thể tới đây đánh giá, tìm hiểu, rồi sau đó các anh chị có thể có sự đánh giá là hey, cái này thật hay giả, lừa đảo hay là chân chính. Và có những công ty đó, cái điều buồn cười là có những công ty nó kêu chứ hey, đóng cho tôi 5.000 đi rồi không làm gì cả kiếm tiền, thì lại có một số anh chị em lại nhảy vô, rồi rõ ràng nó lừa gạt, rồi lại nhảy ra và ôm đũa cả nắm, thì không nên. So, các anh chị có lời nhắn gửi gì không về để chúng ta có thể làm tốt hơn? Để làm tốt hơn thì anh nhắn cái gì nè ha, tất cả trong cuộc sống của mình á, mình đều có sự lựa chọn. Đây là một cái cơ hội tốt, một kinh doanh tốt. Anh chị hãy cho mình một cái cơ hội, một cái sự lựa chọn đến tìm hiểu rõ ràng, và sau đó về hãy quyết định cho mình. Hello mommy, thấy mẹ đang nghe. Ok, chị bạn có lời nhắn gửi nhá. Đối với chị là những người thông minh đấy, thì thật sự là người ta bất cứ mà người ta muốn làm một cái công việc gì thì người ta đều được tới tận nơi và tới tận chỗ để người ta nhìn. Ok, tới tận nơi để mà nhìn. Yeah. Còn đối với Tiến thì Tiến thấy là luôn luôn những cái gì mà mình nghe thì không bằng mình thấy, và tất cả đều do tự mình quyết định. Thành công hay thất bại cũng ở mình, mọi thứ cũng là mình. Nếu như mà người ta không có cơ sở, người ta không có thực ấy, thì người ta không thể đứng vững được, và người ta cũng không có tồn tại. Nên các anh chị hãy tự mình kiểm chứng và hãy tự mình chứng minh, đừng nghe ai hết. Thì đó là cái người tôi kiếm dành cho tất cả anh chị em đang tìm hiểu cái cơ hội này. Và lời cuối của anh á, là nếu mà các anh chị trong nhà mà điện cúc thì các anh chị gọi thợ điện, đứng loại gọi thợ ống nước, và ống nước bể làm ơn gọi thợ ống nước, đứng gọi thợ điện. Và trong bất cứ một cái ngành nào cũng vậy, đặc biệt là ngành nào cũng vậy, các anh chị muốn thành công, các anh chị hỏi những người đi trước thành công. Nhưng mà có nhiều anh chị em rất là kỳ cục, là giống như là trong nhà mình cháy điện thì mình gọi thợ ống nước vậy đó, tức là gặp những người không chuyên môn để hỏi. Hoặc là các anh chị lại ưa, có một cái mà chúng ta hay sai lầm nhất là các anh chị hay ưa hỏi những người bỏ cuộc, các anh chị hãy ưa hỏi những người tiêu cực, các anh chị hãy ưa hỏi những người mà hay chê trách, hay đổ lỗi. Nhưng mà các anh chị là không có tìm tới để mà gặp những người thành công. Thậm chí là một số anh chị em là bạn bè của anh cũng vậy, các anh chị đâu bao giờ hỏi anh là kinh doanh này làm thế nào, bằng cách nào thành công đâu. Các anh chị rất là vội vàng để mà đánh giá trước, và tại vì tại tư nói chuyện với người này, người đã bỏ cuộc, và nó bỏ cuộc tại sao hỏi nó, đúng không? Các anh chị muốn đi học, các anh chị đâu có hỏi đứa mà drop out, đúng không, đứa bỏ trường, đúng không nào? Các anh chị muốn mở nhà hàng đâu có hỏi cái đứa nào mà nhà hàng mở 3 cái đóng hết rồi, đúng không ạ? Các anh chị làm điếu, các anh chị đâu có hỏi đứa nào mà 3 năm qua chưa bán được cái nhà nào. Các anh chị phải hỏi người nào đã làm được. Ví dụ các anh chị muốn mở nhà hàng, các anh chị hỏi anh, đừng hỏi ông này chưa bao giờ làm nhà hàng. Các anh chị muốn là hỏi về nghề biển, hỏi chị này, đừng hỏi ông này chưa bao giờ đi biển, đúng không? Nhưng mà ngược lại, các anh chị muốn hỏi về điếu thì đừng hỏi anh, hỏi ông này chuyên môn làm điếu. Anh nói là có những người chuyên môn của họ, và các anh chị hãy hỏi những người chuyên môn. Đừng có hỏi amateur, trong này các anh chị lại có những quyết định một cách rất là thiếu thông tin. Một vài lời chia sẻ với các anh chị, rất là vui có một số anh chị em ở đây. Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có những cái duyên gặp gỡ ha. Còn bây giờ hình như mấy anh chị em tới đây đi họp đúng không? Dạ. Ok, còn tụi anh sắp sửa có lớp. Hẹn gặp các anh chị vào thứ ba.
ha, thứ ba chúng ta nói tiếng Việt, thứ ba, thứ năm, thứ bảy chúng ta nói tiếng Việt, thứ hai, thứ tư, thứ sáu chúng ta nói tiếng Anh giờ này. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp các anh chị. Mến chúc anh chị một ngày thật là tốt nha. Have a good day. Không tốt thì cũng ráng làm cho tốt nha. Chúc con vui vẻ nha.